Nhưng anh em chúng nó gặp nhau nhiều nên chúng nó gọi nhau này. Hello, hello mọi người. Hiện tại thì tụi mình đang ở trên xe sao Việt để đi Sapa. Rồi mình ở vé này thì Thảo mua. Hello Thảo. Thì vé ở đây là một chuyến một chiều á là 240 thì khứ hồi sẽ là 408. Mình thấy giá cũng khá rẻ, giống như là bằng giá với lại đi từ Sài Gòn mà đi Đà Lạt á. Thì ở đây nó có rất là nhiều hãng xe từ Hà Nội đi Sapa cho nên là các bạn có thể search thêm ở trên Google ha, hoặc là các bạn có thể đi đúng cái xe của mình đi sao Việt. Còn bây giờ thì chắc là sẽ ngủ một chút, sáng dậy tới thì mình sẽ lại review thêm một chút về xe này nha. Hello mọi người, quán đầu tiên mà tụi mình đi ăn đó là bánh cuốn nóng thịt Sapa. Hồi sáng mình đọc recommend của mấy bạn thì nên ăn bánh cuốn nóng buổi sáng. Cái địa chỉ mà mấy bạn recommend cho mình là 30 Thạch Sơn, nhưng mà tại vì đến thì đóng cửa rồi cho nên là mình đi qua kế bên là 34 Thạch Sơn. Đây là một phần bánh cuốn. Bánh cuốn Sapa sẽ có gì nhỉ? Đây bánh cuốn giống như ở dưới mình nè, mà có hành phi. Đây cho thêm một cái chén nước mắm, nhưng mà mình thấy nó giống như một cái chén bún chả ở Hà Nội ấy. Nó có cả đu đủ, có thịt nướng. Và ở trên thì nó có rau, mùi. Đây. Lạ nha. Bắt đầu ăn. Cái đất giả mũ ok. Ăn phở luôn đi ạ. Muốn ăn từ bánh cuốn không? Ui trời ơi, súp giỏi thế nhỉ. Ngon không con? Ngon không? Mình vừa mới ăn xong bún chả và không phải bún chả mà là bánh cuốn chả. Thì nó giống như là một sự kết hợp của bánh cuốn và bún chả vậy đó, nhưng mà thay vì ăn bằng bún thì mình ăn bằng bánh cuốn. Thì mình thấy ăn cũng khá là ngon, tại vì nó lạ lạ là bánh cuốn mà chấm với nước mắm và ăn cùng với lại thịt nướng. Nói chung là cũng khá là ok, cái món nước mắm cũng ngon. Giá cả thì ở đây người ta có niêm yết giá hết rồi cho nên là cũng không sợ bị chém khi mà đi du lịch. 35.000 một phần mình thấy cũng được, ok. Có thịt nướng, cái thịt nướng đó, nó vị nó hơi có mùi xả một chút. Ăn xong rồi thì bây giờ tụi mình sẽ đi thuê xe và sau đó về khách sạn gửi đồ, sau đó sẽ đi chơi. Ninh đã đi thuê xe rồi. Đây là xe của Ninh đã thuê về, một chiếc AB và một chiếc Airblade. Có 100.000 một xe thôi à? Rẻ quá. Ở bên kia nó bảo 120. Nhưng mà thuê ở đâu? Ở đây. Số mấy? Số bao nhiêu? Số 43 Thạch Sơn. 43 Thạch Sơn. Gần chỗ tiệm bún mình ăn nè. Bây giờ sẽ đi về khách sạn để gửi đồ và sau đó sẽ đi chơi vòng vòng. Các bạn đi ở đây thì nhớ là cài nón đàng hoàng. Có chuyện bị công an bắt, tại vì trên đây công an rất là nhiều. Uhu các bạn ơi, đây là đường mà vào khách sạn của mình. Nó đang sửa cho nên rất là xinh mà ghê, không thậm chí là không thể đi xe máy vào được cho nên là tụi mình phải đi bộ vào và sau đó sẽ đi leo một cái bậc thang cao như vậy. Với các bạn ơi, đây là khách sạn của mình, Sapa Elite Hotel. Đường đang sửa này. Sau đây là chương trình room tour. Đây là phòng của mình. Một cái giường lớn, một cái giường đôi lớn. Có tivi, có điều hòa. Hay có view không nhỉ?
À, cũng không có view lắm. Đây, view bên này. Toilet. Wow. Toilet cũng có view luôn. Ta-da! Hello. Hello. Trời nắng quá mọi người ơi. Hello mọi người, thì hiện tại mình đang ở trạm bán cát cát. Và đây là một cái trạm mua vé, một trạm bán vé. Đây, giá vé là 70.000 một người lớn và 30.000 một trẻ em. Thì nó sẽ có một cái bảng thời gian biểu diễn văn nghệ nè. Nó sẽ có nhiều giờ văn nghệ cho nên là các bạn có thể xem cái này để canh giờ đi nha. 6K tổng cộng. Và bây giờ thì mình đang bây giờ sẽ vào đây để thuê đồ dân tộc, trang phục dân tộc. Thì nếu mà thuê đồ ở đây thì sẽ được miễn phí gửi xe luôn. Thì mình sẽ đi vào nhé. Oh, hello Ninh. Hello. Ninh lựa màu nào ấy? Nhìn cho nó ra đúng không? Cái này thì nó lại hơi giống. Mặc dù bộ này rất đẹp. Ờ, bộ này đẹp. Nhưng mà lấy bộ này là mới giống dân tộc. Nhưng anh thấy bộ này đẹp hơn. Lên hình cũng sẽ nổi hơn. Một bộ như vậy là 50.000. Bây giờ sẽ lựa một bộ nào. Ta-da! Cuối cùng thì mình cũng đã thay đồ xong rồi. Đây là một bộ đồ thổ cẩm ngắn. Một bộ về thuê là 50.000. Thì được miễn phí gửi xe. Trạm bán vé số 1 anh nhé. Trạm bán vé số 1 đúng không? Thôi dễ thương thế. Ui giời ơi. Như con công luôn ý. Nhà. Đây con sẽ ngang này này đã. Xoay đi con. Xoay đi, xoay đi. Xoay một vòng nào. Xoay. Xoay. Lại nào. 1 2 3 xoay. Xoay một vòng luôn. Ôi trời ơi, chậm rồi. Đây là tóc của Thảo. Và bây giờ cần để bữa nào sập để tao tóc dài xong mình sập cột giống như vậy. Cái này cột mất bao lâu? Em phải tết mất 2 ngày mới xong. 2 ngày mới xong. Bây giờ thì mình bắt đầu đi xuống bảng cát cát. Đây, đây là cái dù của lúc mà mình mua ở Đài Loan. Bây giờ đã tận dụng siêu nắng các bạn ơi. Đây là đường vào. Ủa ở đây nè các bạn ơi. Cát cát. Đây, đây là dọc đường của xuống bảng cát cát. Thì họ bên đường họ cũng là cho thuê đồ dân tộc và cũng bán cái loại bánh kẹo, các cái loại giày dép nè, đồ lưu niệm nữa. Chồng em dân tộc đã đủ dân tộc rồi. Đây, dọc đường họ bán rất là nhiều đồ. Xuống dưới xem có gì. Một hồi mình đi lên mình cũng chụp được. Chứ lên mình nhảy nhiều lắm. Xung quanh là đồi núi là rất là đẹp luôn. Kiểu văn hóa một chút. Cái gì á, sen đá à? Đúng không? Cái này họ làm từ lá cây á. Ồ. Cái chậu này họ tự làm từ xi măng và lá cây. Này xi măng chứ đâu phải lá cây. Xi măng xong họ đè cái. À, để cái lá lên luôn đúng không? Ồ. Hoa đá. Đẹp quá. Ở Hà Nội một cái cúc xíu xíu này bán mấy trăm nghìn à, B2B. Đẹp quá, quán này đẹp. Ừ. Quán này đẹp chắc tí lên ngồi. Đúng rồi. Có khăn nước không? Bây giờ thì mình đang đi vào trong khu đồi hoa hồng cổ. Đây để có một cái thang để sống ảo nè. Bây giờ mình sẽ đi lên. Đi lên đồi hoa hồng. Nói chung cảnh ở đây chủ yếu là thiên nhiên nè, là đồi núi, là hoa. Mệt quá. Nhờ mọi người nhờ. Đúng rồi, mọi đúng rồi. Mọi người ơi, mọi người ơi. Quay ra đây, con cầm ô tay bên này xong rồi giơ tay bên kia. Con chuyển ô ra, đấy. Úi giời ơi. Ôi, thấy
Đây, đây là cảnh của bản Cái Cát, toàn bộ cảnh của bản Cái Cát luôn. Rất là đẹp. Ôi, các bạn có thấy ở dưới là thác không? Mà nghe một cái tiếng nhạc hình như là người ta đang biểu diễn văn nghệ hay là cái gì ở dưới đó nữa cơ. Chắc là phải đi xuống dưới kìa, có nhiều người, rất là nhiều người đi ở dưới. Em về nhà đây các bác, lần sau đến chơi nha. Bye bye. Lên xe. Cảm ơn bố mẹ đã cho em đến cháu để có thể được quảng bá cái kênh Ninh Đi Tô của em. Bye. Bây giờ thì tụi mình sẽ đi xe máy xuống thác à, dưới là thác đúng không? Thác Tiên Sa. Thác Tiên Sa. Ở bản Cái Cát. Và chi phí cho chuyến đi này là 50.000 một chiếc. À. Đi lên đi xuống. Ok. Trời ơi, còn chỗ cho sập không? Ôi các bạn ơi gì. Ok. Đây là ly nước mía 20.000. Đây là thác nè, đẹp quá. Có một cây cầu xung quanh. À, thì ra là tiếng hát ở phía này. Dốc rất là cao nên các bạn đi cẩn thận nha. Các bạn ơi, trên dọc đường là họ bán cả gà quay nè. Ở dọc đường nó sẽ có những cái thùng tinh rác như vậy. Bạn cho bác vào nhé. Ở bên kia nó có mấy cái mùng xoay nước á. Cấm hái hoa bẻ cành. Ở đây mình thấy chủ yếu là hoa hồng luôn á, rất là nhiều loại hoa hồng. Nhưng mà chắc là tại vì nắng quá cho nên là nó cũng đã héo bớt rồi. Hiện tại mình đang ở trong bản Cái Cát và Ninh thì đang sống ảo. Đây. Giữa trời nắng, rất nắng luôn. Nhưng mà vẫn một tinh thần sống ảo bất diệt. Mình đã bỏ cuộc. Vô trong mát ngồi. Nói chung là xuống bản Cái Cát này thì cảnh chủ yếu vẫn là thiên nhiên rất là nhiều. Thiên nhiên còn hoang sơ lắm. Rồi người ta làm những cái con đường cổ, những cái cầu cây, những cái thác nhỏ nhỏ, rồi những cái vòng bánh xe nước đó, quay vậy là nó cũng khá là đẹp. Nếu mà các bạn nào mà có follow Instagram của mình thì có thể xem hình tụi mình chụp ở đây nha. Còn bây giờ thì chắc là sẽ đi tiếp. Không biết là trong này có gì ăn hay không nữa. Đói quá. Sau khi rời khỏi bản Cái Cát thì tụi mình đã lên đường đi đến bản Tả Phìn, nằm ở cách trung tâm thành phố khoảng tầm 20 km. Và đây là một bản của người Dao Đỏ, thành phố Sa Pa. Ở đây rất là đẹp luôn. Cảnh thiên nhiên xung quanh đường rất là đẹp. Và văn hóa ở đây cũng rất là hay nữa. Các bạn hãy nhớ đến bản Tả Phìn nha. Trời hồng lưng vách núi, lưng lờ đàn mây trắng. Con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng. Vui đi chân, ta cùng xuống chợ. Bướm trăng bay quanh bên những rừng mơ. Kiểu một chàng trai mắt sáng từ đường mòn vách núi. Anh vui gì mà sao bay vang cả cánh rừng. Vui chân, ta cùng xuống chợ. Bướm trăng bay quanh bên những rừng. Đây mình đã tới quán gia đình đặc sản của cô Khánh Thường. Các bạn nào mà không tìm được thì có thể gọi điện thoại số điện thoại của cô nha. 0919745961. Đây, nhà xinh xỉu luôn. Đây nó nằm ngay cái bản này luôn nè, tà trải đồng tà phim quốc lộ 4D gì đó. Đây. Đây là nhà của cô Khánh Thường, cà phê wifi. Có ở trên lầu nữa hoặc là ở dưới. Ở trong này có rất là nhiều đồ. Những cái loại cây khô, rượu để làm rượu đồ á. Ngồi ngâm rượu nè. Đây là bếp luôn. Nhưng mà nhà của cô luôn. Gà nè, chó nè. Hi hi. Hello.
Lẩu đi. Một cái lẩu gà với cả. Rồi ăn lẩu có mì tôm. Ăn lẩu đi. Ăn lẩu có mì tôm nhá. Một cái lẩu gà với cả một cái thịt. Với lại thịt nướng. Nướng cuốn lá cả cho. Dạ ok. Thấy chị Nhi bảo rồi. Dạ đúng rồi, chị Nhi giới thiệu đó. Giới thiệu nên là cô bảo được. Ê, ok, xem tí còn cái gì mà ngon đẹp nữa thì cô sẽ. Dạ cứ ngon ngon lên. Con quảng cáo cho cô nổi tiếng luôn. Cô, một bịch này là bao nhiêu tiền cô? Cây đau xương nè, một bịch là bao nhiêu tiền? 300 hả? Mày uống như thế nào ta? Đun. Mình đun nước xong mình uống. Mình đun nước, mình sắc lên xong mình đổ ra mình uống. À. Uống mình đóng một phích, mình mang đi làm mình uống cũng được. Nó có đắng không? Uống cả một tháng không? Không đắng. Không đắng hả? Nhà chị Nhi mang về cho mẹ chị uống. À. Đây là cây gì cô? Rừng tam thất rừng. Ừ, tam thất rừng mọc trên đỉnh Phan Xi Păng ấy. À, sao mày về xong bán giờ cô đang nhân giống ấy của đi. Dạ. Nhưng mà nay uống là chị bệnh gì cô hay sao? Nó chữa cho khối u ung thư đấy. À, khối u ung thư luôn hả? Ung thư. À. Mày để khỏe cho mọi người đấy, cái tam thất này thì tốt lắm nhưng nó là rừng. À. Mỗi năm nó chỉ có một mắt thôi, mỗi năm nó một mắt thôi. À. Nó cháu nhìn nó có giống sâm Ngọc Linh không? Nó cũng giống nhỉ? Giống. Rất sâm. Giống. Dạ. Yeah. Tiêu rừng hả con? Đây mà hạt mắc khén. À mắc khén. Mắc khén đấy, còn gọi là tiêu rừng. Đây là quả. Trung Nam con người ta hay lấy cái này để nướng thịt đó. Phải không? Đấy, nướng dạ, chấm thịt. Chấm thịt hôm nay con sẽ cho chấm cái vị này. À dạ. Hôm nay sẽ thưởng thức cái vị này. Nè rau cải để ăn đồ nướng. Rau cải này là phải rau cải mèo. Rau cải mèo hả con? Rau cải mèo làm đồ nướng thì nó mới hợp. À. Chứ còn nếu như mà rau cải này là mình ăn sống với thịt nướng hay là không, nướng luôn? Cô rửa sạch đi xong là cô quặn vào xong cô gói thịt bên ngoài. À là đấy. Xong mà nướng luôn. Xong là nướng luôn, tí nữa cô sẽ làm luôn cho. Cái mèo, ôi lần đầu tiên cô thấy luôn á. Này chắc ở đây mới có hả cô? Ở đây mới có đấy. Ở trên đó chắc không có rồi. Đây là cái mèo. Đây là cái mèo đấy. Tí nữa cô sẽ làm cho. Mà khách đến nhà cô thì cô cứ hay thích cho ăn cái món này nó ngon. Nó sẽ ăn, xong nó khác lạ. Đúng rồi. Quan trọng là nó khác lạ. Nữa là có đĩa thịt bò, nữa có thích ăn đĩa thịt bò không? Bò làm cái gì cô? Bò ở đây. Mà ý là xào hay là... Thôi nhưng mà canh gà là canh gà rồi. Yeah. Canh gà mới nướng là ổn rồi. Dạ, yeah, ok. Đấy. Bốn người cũng ăn nhiều. Bọn cháu ở đây rồi, bọn cháu ở đây mấy ngày. Con ở tối mai con về rồi. Tối mai đã về rồi. Dạ. Yeah. Tức là tí nữa chiều là đã về thành phố rồi, đi chợ đêm rồi. Chợ đêm. Phan Xi Păng mà bữa nay nó ngừng cáp treo rồi giờ. Nó nghỉ cáp treo rồi. Mưa quá. Mấy bữa trước mưa á, nghỉ cáp treo, không biết bữa nay nó có mở rồi chưa. À thế à? Dạ. Sáng con nghe mấy chú cho nó trời ngon quá cô ơi. Mai ngon quá. Mai ngon rồi mà. Được. Ăn nó lạnh mà vẫn ngon. Ngọt. Sau đây là màn biểu diễn bắt gà. Các con gà này là gà trống thì cô để cho nó đứng vào đây để cho nó ông bắt gà cho con. Thích không? ông bắt cho con gà. Đây trong chuồng đi. Con mẹ ông để vào bắt đi. Nhờ ông. Cô đang để mấy bữa cô cho đằng trước cho nó. Dạ. Bắt con gà đâu chưa xong hả? Bắt con gà. Ông đứng ngoài nhá. Con vào cái mẹ ông phải đóng cửa đấy nhá. Có gì ra đấy. Ông đóng vào, đóng vào nhanh thôi. Đấy. Từ từ thôi, nó bay ra đấy. Ông mở nó cho con ra. Ui, công trình mất gà. Ôi giời ơi. Đấy, đừng có chỗ gà. Chân đen. Dạ, gà chân bạc đen. Đây. Gà bạc. hôm qua là nó đang định thịt rồi. Thế này lại có con gà mái đến, nó có thịt nó đấy. Hôm nay lại đến lượt nó bị thịt.
tay, vẫy tay, vẫy tay. Hello. 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 Vẫy tay sao ta đi hết trơn luôn. Xin miếng. Xin miếng. Mình quấn tròn nó như thế này nhá. Đấy. Tròn như này xong mình mới lấy một miếng thịt. Mình bọc nó ở bên ngoài, mình đã tẩm ướp hết gia vị rồi. Xiên quá à. Wow. Đấy. Xong xiên mấy cái vào một bè ạ? Có. Cả đang làm cho chị cái điện thoại của chị này. Nếu mà muốn ăn nhiều các món khác nữa, chân nấm chân niếc nữa ấy, thì mình lại cài thêm vào đây mình nướng. Đấy. Ôi như thế này là hơi bị không chặt một tí rồi, kệ nó. Có gì quạt không quạt? Ở đấy nhẹ thôi, lên ngay mà. Cái hạt bắp khén này để ướp thịt đó. Để ướp nằm bị chấm với cháu. Chị thấy cái món quả nhót chấm cái hạt mắc ấy này mà chưa được ăn lần nào. Vào cũng làm em mới tin cho bọn. Nhưng mà nó cũng ngon lắm. Nhìn là thấy ngon rồi mà. Nấu theo kiểu dân tộc chứ nào. Kiểu Tây Bắc là phải có lá này lá kia không chứ? Lá kia rồi. Nó ngon là cái gia vị con. Dạ. Yeah. Cô có dầu ăn cho con xin con quết lên thịt một tí cho nó. Vẫn khô à? Có rồi, bóp rồi. Chú cho đủ rồi đấy. Cho nhiều quá. Cho đủ rồi. Tí nữa con chỉ sợ nó ấy thế thôi. Có nhiều dầu quá không ăn được đâu. Nó không ngon, nó lại ngấy ra con. Ôi hấp dẫn. Một tí ly rượu ấy rừng nhá. Chuyện gì hả cô? Quên artiso rừng nhá. Không năm lâu rồi, ngon lắm. Mời cô cho mình nhá. Xong là về giới thiệu anh em bạn bè ra đây. Vâng. Đặc sản ngon, nếu còn ở đây là cô chú sẽ làm cho trá cái đặc sản nào dùng trong mấy đặc sản nhá. Vâng. Lao cay bọn cô nó uống hết mấy bắt tay. Ây dô. Thôi thôi chết. Nào cai bọn cô nó uống hết cái bát đấy. Này, thế này uống hết này chứ rồi. Được rồi, ok. Thế này nào cai mà. Đặc sản nào cai mà uống rượu xong là phải tay giật giật. Kệ nó. Bây giờ con uống hết này còn tí nữa. Con cũng sinh ra ở trên Lào Cai chứ. Hai tuổi con mới về dưới kia. Thế. Đấy, cho thêm mấy cái nấm với mấy cái đậu vào, thế là nó ngọt nước lắm. Không, cái nước gà này đang ngọt rồi. Không. Ui. Cho em xíu nữa. Nó lắm. Mía nướng. Ủa tụi con bao nhiêu tiền ấy? À, mấy ấy nhà mấy lon nước con? Tụi con uống hết coca. À, không hết uống. Coca để lại. Để lại bó húc. Bó húc. Áo húc. Cho cháu đưa cô 700. Này. Ờ thế thì dốc mía này đi, mía nướng này. Dạ thôi, cho con mía này đi, sắn. Đâu không phải sắn, củ đậu. Củ đậu. Đậu. Sắn mà. Đậu. À trong đấy thì ta gọi là sắn. Sắn. Thế sắn trong đấy gọi là gì? Sắn củ mì. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kệ cho mới gọi là sắn. Hôm nay mà Mình review lại một chút về quán của cô Thường nha. Thì cô rất là dễ thương, mấy bạn coi clip từ nãy giờ đó chắc là mấy bạn cũng đã thấy được là sự dễ thương của cô với lại chú như thế nào. Rất là nhiệt tình, rất là thân thiện. Cái món lẩu gà rất là ngon, còn cái món thịt nướng thì nó hơi mặn một chút các bạn. Tại vì bữa nay cô nói là chú làm hơi mặn, cho nên là nếu mà ăn thì các bạn có thể dặn cô chú là làm bớt mặn lại một chút là nó sẽ rất là ngon. Chắc là tới đây thì video cũng đã khá là dài rồi, chắc là mình phải up clip kể đây thôi. Nếu mà các bạn thích video này hãy nhớ like, share và subscribe channel của mình nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong video tập tiếp theo của Saba và lên sóng vào thời gian sớm nhất. Giờ thì chào tạm biệt, bye bye.